Chào các bác, em trở lại tiếp tục quay video về cây kiếm Phan Chí. Đây là một trong những cây kiếm rất là nổi tiếng ở Việt Nam và cũng được rất là nhiều người biết đến từ cây kiếm này. Đây là cây Phan Chí đã sần. Thì đây em quay bông hoa một chút để mọi người có thể cùng ngắm nó. Cái này là cây Phan Chí nhưng lá nó bị sần, là cũng do một phần do có thể là do bị virus ấy. Nhưng mọi người vẫn hay nói bị bệnh virus các thứ thì nó mới lá nó sần. Còn bản chất nó là lá láng. Nhưng mà nó bị sần. Mà khi mà nó đã bị sần rồi thì nó không thể trở lại láng mịn được. Có thể, nhưng mà có thể dùng thuốc như nào đó thì thực ra là em cũng chưa biết. Nhưng chắc chắn là sẽ có thuốc để cho nó đỡ đi, đỡ cái sần đi thôi, chứ không để mà hết được em cũng chưa biết và chưa bao giờ nghe thấy một ai quảng cáo về cái thuốc kia. Thế nên là giá trị của hai cái cây lá trơn và lá sần này. Lá trơn, lá mịn trơn ấy, với lá sần này nó chênh nhau quá cao. Lá sần thì trông nó xấu, còn lá trơn thì trông nó đẹp. Hoa thì nó cũng như nhau. Em cũng không thấy nó khác biệt nhiều lắm. Thì đương nhiên là khi mà mình nuôi càng to thì càng khỏe, hoa càng to. Còn mình nuôi kém thì cây nó bé hoa dài, bé hoa ngắn, còn cây to hoa dài, bông to. Đây em quay cận cảnh bông một chút. Đây ví dụ như bông này thôi. Với bông trên này là đã thấy sự khác biệt. Nó rất to. Bông trong rất là to. Thì em giới thiệu về cái cây Phan Chí lá sần này để các bác đi mua cây là không phải lo bị nhầm. Bởi vì thực ra thì em chỉ muốn làm video để các bác mua cây ấy, không bị nhầm. Cây nào nó mua chuẩn cây, đỡ phải lo người ta bảo hành rồi các thứ. Bởi vì khi mà cái cây giá trị nó nhiều tiền vài triệu đồng thì nó sẽ rất là giá trị rất là cao, mà các bác mua không đúng thì sẽ rất là dễ bị người ta một số người ấy, người ta lừa đảo, hoặc là người ta không biết thì người ta bán cho các bác, thì người ta bán thì người ta đi buôn, thì đôi khi nếu như người ta chưa biết người ta bị mua nhầm thì người ta chẳng ai muốn lừa đảo gì cả. Nhưng một số người là bây giờ trên mạng ấy, vì giá trị đồng tiền nó cao mà người ta cứ mua về xong người ta bán thì người ta không biết được. Thế xong người ta nhìn thấy cây lá giống là người ta cũng bảo Phan Chí sần luôn, hoặc là Phan Chí cây nào cũng thế thôi. Thế nên để tránh cái tình trạng là các bác bị mua nhầm ấy, thì em làm những cái video này để các bác xem và các bác có thể thấy được những cái đặc điểm đặc trưng của nó và những cái yếu tố để các bác đi mua là nó không đỡ bị mất thời gian nuôi nhầm cây, mà khi mà nó ra hoa một cái cây khác không phải thì nó sẽ rất là lãng phí thời gian và tiền bạc. Bởi vì cái tiền đôi khi là mình có thể là mình kiếm tiền vào việc khác, còn mua giống mà nhầm ấy thì khi mà nó nở hoa tự nhiên thất vọng công chăm sóc. Bởi công chăm sóc của các bác thì phải nuôi 1-2 năm nếu nó có hoa được. Đấy là nuôi những cái cây nó khỏe, cây to. Còn những cây mà các bác điều kiện chưa có, mua những cái cây bé bé thì nó sẽ phải nuôi đến 3 năm, nó phải tầm độ 4 năm thân thì nó mới có thể cho hoa được. Mà cái dòng Phan Chí này thì nó đẻ rất là chậm. Phan Chí đẻ chậm lắm. Thế nên là nó lớn nó chậm nữa, thế nên để nó mỗi năm nó chỉ được ra tầm 1-2 củ thôi. Nếu mà một củ đẻ thì được 1-2 củ thôi. Còn nếu mà nhiều thì nó sẽ đẻ nhiều hơn bởi vì nó khỏe đã mụi rồi. Đấy thì em quay về cái cây kiếm Phan Chí này. Hôm nay em quay về cây lá sần. Thực ra là lá em có nhưng mà toàn bé bé thôi. Nó không có, chưa có nở hoa tại nhà. Thì có nhưng mà đa phần là nó ra hoa, cũng là củ láng nhưng mà nó ra hoa vào củ già ấy. Bởi vì khi mà em nuôi đa phần là em tách ra xong rồi là nó có tách ra ấy, thì đôi khi là nó sẽ có hoa luôn. Nhưng mà nó là cây, thường là cây mẹ, cây tơ ít khi nó ra hoa.
Thì ra hoa như thế thì trông nó không đẹp lắm, nó chỉ ngắn thôi, nó ói mà. Còn cây này thì nó tương đối. Đây là do va chạm hôm kia nên là bị rụng mất mấy nụ. Đây thì em xin phân tích nói sơ lược và chi tiết một chút về cái cây thân lá cái này. Thân lá ở hoa thì để các bác đi mua không bị nhầm lẫn, tránh tình trạng là lừa đảo. Đây là cận cảnh bông hoa. Đấy thì đây thì em ở đây ấy, thì em sẽ nói xin phép nói trước về cái mầm của nó. Mầm đây. Thế các bác nhìn thấy mầm nó rất là xanh. Mầm xanh ngắt luôn và không có ánh tím gì cả. Như mầm như này thì nó sẽ đạt tiêu chuẩn là một cái cây đột biến semi hoặc va. Là mầm lá này nó phải xanh sạch, nó sạch chứ không được tím. Nó là tím là rất là dễ ra cây bình thường, cây hoa tím. Còn khi mà nó vàng, nó xanh sạch như này thì cái xác suất mà nó ra vàng với cả sơ mi đột va và sơ mi là nó cao hơn. Thì đây là mầm, thì các bác luôn luôn là chọn mầm xanh sạch, không em tím. Cái thân lá đây, bộ lá của cái Phan Chí thì nó không có nỗi là ấy lắm, khó nhận lắm nếu cái Phan Chí lá sần. Đây như cây này thì em có thể quay những cái mầm này. Đây là những cái lá nó sần, sờ thì nó hơi sức gồ ghề. Đấy, đây cái lá của nó hơi gồ ghề. Thường cái Phan Chí thì vì lá nó sẽ hơi to một tí, nó là dạng lá bầu ấy, bầu giữa. Còn những cái mà phần cổ lá thì nó bé, cổ lá ở dưới này nó bé này, xong lên nó to này, to phình ra này. Đấy, phình ra, xong nó nhỏ lại, đấy. Còn thực ra thì các bác đôi khi người ta cứ bảo nhìn cái góc khuyết này là biết được, nhưng không phải đâu. Góc khuyết ở đây, như cây này nó khuyết kiểu khác này. Nhưng được cái dòng lá này rất to, dày và rất cứng. Còn dòng lá khuyết thì nói chung là như cái này khuyết sâu này, cái này vẹt chéo này, cái này về chéo hơn một tí, khác nhau một chút. Còn những cái cây khác ấy thì nó cũng như này, nhưng mà cái là nó cái độ sần nó khác nhau và cái khuyết góc khuyết lá của nó khác nhau. Cái này là cây bị virus, nó sẽ long lang như này. Ngày xưa nó là lá trơn, xong từ khi bị bệnh tách nhầm mùa ấy, thì nó sẽ bị như này. Thì nó có cái cây gọi là cây sần đẹp, cây sần đẹp và cây sần không đẹp ấy. Thì như cây này là cây sần không đẹp. Thì những cây sần xanh nó xanh ngắt, nó đắt hơn. Còn cây sần mà nó bị loang vàng thì nó rẻ hơn. Còn cây láng hẳn thì nó đắt. Điểm to nhất của nó khoảng 4 cm. Từ 4 đến 6 cm. Cũng có thể là nó to hơn tùy vào cái củ của nó. Bởi vì cái củ của nó thì có những củ đạt lá nó phải dài tầm 8-90 thì lá sẽ to hơn. Còn những cái củ mà trồng không đạt thì lá nó bé hơn, hoặc là lá bé do ít nắng. Còn dòng lá to thì nó do nhiều nắng. Lá to củ to là do nhiều nắng. Còn cái ít nắng thì lá nó nhỏ và dài, thường thường là như thế. Cây này thì nó không có cái độ khác biệt nhiều về trồng nhiều nắng ít nắng, không như cây Huế hay là Thủy Trơn vị Hoàng. Cái này thì bản thân của nó thì nó cũng tương đối xem nhau thôi. Nó ra hoa khoảng vào tầm mùa hè thì nó rơi khoảng tầm từ tháng 4 đến tầm tháng 7, tháng 8 nó vẫn có. Nó có thể là ra hoa vào cả cái dịp mùa thu, nhưng mà nó thuộc vào là khi mình trồng ấy. Hoặc là khi mình tách thì nó hay ra trái vụ. Ra trái vụ thì hoa nó sẽ không được dài và đẹp. Cây này là hoa đang chính vụ.
hoa của nó thì có rất nhiều cây Thái nó giống gần giống cái này, nhưng cái Thái thì nó rẻ hơn. Còn cây này thì nó là cây rừng nên nó đắt hơn. Cái này khi mới nở nó cánh sẽ màu xanh, còn lưỡi của nó thì là màu hồng. Còn khi mà cái cánh hoa của nó màu vàng ấy, thì bởi vì nó nở căng ra thì nó sẽ vàng. Thứ ra ngoài thực tế thì nó sẽ vàng hơn, nó sẽ là màu vàng vàng sẫm, và có nắng thì nó sẽ rất vàng. Nhưng còn không thì nó sẽ giữ màu xanh, phía xanh là nhiều hơn, nhưng mà nó cứ nở căng đa phần là vàng hết. Cái này nó có lưỡi màu hồng và nhụy là màu vàng, nhụy độ cái thủy thường thường như thế. Tâm của nó vẫn là màu trắng, nó gần gần như cây Tây Ninh, nhưng cây Tây Ninh thì nó bộ cánh và cái cách chia hoa khác nhau, nhưng còn cái lưỡi hồng thì giống cái Tây Ninh. Cái Tây Ninh nó là lưỡi hồng như này, hai cây đều lưỡi hồng mà kiểu lưỡi nó vừa phải, cân đối đẹp. Nhưng cây Tây Ninh thì nó khó hoa hơn, thân lá nhỏ hơn và giá rẻ hơn. Ngày trước nhiều người hay bị nhầm cây Tây Ninh với cây Phan Trí. Còn thực ra bây giờ thì giá cả nó chênh nhau nhiều quá, chẳng nhầm được. Mỗi cây nó đều có giá hết rồi. Mỗi cần của nó khoảng tầm chắc 35 nụ. Như cái này khoảng 30 nụ. Cái này nó chia hoa chẳng giống cái nào, bởi nó chia rất dày, không như Huế mà không giống Tây Ninh. Một mình một kiểu hoa nhìn, nếu có hoa nhìn thì biết ngay. Còn Thái không tính làm gì, Thái nó khác, Thái nó khác nhiều về thân lá và hoa. Còn giá thể mà trồng cho nó ấy, thì giá thể thì nó có nhiều loại. Nói chung là kiếm nó rất là dễ trồng, nhưng chủ yếu là vẫn cứ là vỏ thông, vỏ lạc, bột dừa hoặc là than củi, trồng cái nào cũng được. Còn phân bón thì cho nó ăn, chủ yếu phân hữu cơ thì nó tốt hơn. Phân hữu cơ thì nó có nhiều loại như là phân trâu, phân bò hay là phân dê, phân cá. Nói chung càng nhiều nó ăn rất phàm ăn, cho nó có thể là 3 tháng một lần với phân hữu cơ. Phân vô cơ thì nó nhiều loại, phân Nhật, phân Đài, Israel, nhiều. Cái này nó trồng thì cứ gần như là nó chịu nắng khá tốt, nhưng mà ít nắng thì lá nó đẹp, nhiều nắng lá nó không đẹp lắm. Nó cứ tầm độ 30% rồi, 30% là thoải mái. Chào các bác.